hội Mỹ yêu cầu phải trình bày chiến lược giúp Kiev trong vòng 45 ngày, trong đó chính quyền phải nộp tài liệu nhiều tháng sau thời hạn. Tạp chí Phố Vua tập trung vào thực tế là tài liệu này hoàn toàn được phân loại. Tờ báo viết, Đảng Cộng Hòa đang kêu gọi chính quyền công bố một phiên bản chưa được phân loại để công chúng có thể xem tài liệu. The Wall Street Journal cho rằng Tổng thống Mỹ Biden đang từ bỏ lời hứa của mình về Ukraine. Tờ báo cũng lưu ý rằng Tổng thống Biden tuần này tự gọi mình là người ủng hộ tự do cho Ukraine, nhưng chính quyền từ chối nói chuyện với Quốc hội và công chúng Mỹ về chiến lược giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Tờ báo chỉ trích chính quyền ông Biden lấy quan điểm như hỗ trợ Ukraine miễn là cần thiết, đây không phải là một chiến lược. Tờ báo nhấn mạnh, đây từ lâu đã là một sự sai lệch về mặt tu từ. Trong khi đó, theo Reuters ngày 29 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng phiên bản cập nhật của học thuyết hạt nhân Nga đã được hoàn thiện và hiện trải qua các thủ tục cần thiết để trở thành luật. Theo ông Peskov, những thay đổi này là cần thiết do sự tham gia ngày càng tăng của các cường quốc hạt nhân phương Tây vào cuộc xung đột ở Ukraine. Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga theo hướng mở rộng các tình huống có thể kích hoạt phản ứng hạt nhân từ Moscow. Trong đó cho rằng hành động xâm lược chống lại Nga từ bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ nên được coi là cuộc tấn công chung có thể kích hoạt phản ứng hạt nhân. Bên cạnh đó, Moscow cũng sẽ cân nhắc sử dụng phản ứng hạt nhân nếu có thông tin đáng tin cậy về một cuộc công kích lớn do một quốc gia thực hiện nhắm vào lãnh thổ Nga hoặc đồng minh thân cận nhất của Nga là Belarus. Những thay đổi đối với học thuyết hạt nhân đã sẵn sàng, bây giờ những thay đổi này đang được chính thức hóa, ông Peskov nói. Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý rằng việc áp dụng trực tiếp học thuyết hạt nhân mới và thời điểm áp dụng sẽ do quân đội Nga quyết định. Trong một số đơn vị, khoảng 2/3 số binh lính đã được báo cáo đã từ trận hoặc bị thương trong vòng vài ngày sau khi đến mặt trận. Theo các báo cáo trên các phương tiện truyền thông Ukraine và phương Tây, tình trạng thiếu hụt nhân lực đã gây khó khăn cho lực lượng vũ trang Ukraine AFU trong hơn một năm. Sau nhiều đợt nhập ngũ, độ tuổi trung bình của một người lính Ukraine hiện là 45 và nhiều người trong số những người được điều ra mặt trận không đủ sức chiến đấu, nhiều chỉ huy và binh lính đã nói với tờ báo Anh. Khi những người mới đến vị trí, rất nhiều người trong số họ bỏ chạy ngay khi nghe tiếng nổ đầu tiên. Một phó chỉ huy chiến đấu gần Ukleda ở vùng Donetsk cho biết. Một chỉ huy khác có đơn vị đang cố gắng giữ thị trấn Kurakhov gần đó cho biết. Một số người đã chết lặng vì họ quá sợ bắn kẻ thù, và sau đó họ là những người rời đi trong túi đựng xác hoặc bị thương nặng. Các chỉ huy ước tính rằng 50-70% lính bộ binh mới bị giết hoặc bị thương trong vòng vài ngày sau khi bắt đầu đợt luân chuyển đầu tiên. Lực lượng Nga đã giành được nhiều vùng đất gần Ukleda, Kurakhov và trung tâm hậu cần quan trọng của Pokrov trong những tuần gần đây. Nhiều binh lính giàu kinh nghiệm nhất của AFU đã được rút khỏi khu vực tiền tuyến này vào tháng 8 để tham gia cuộc xâm lược vùng cớt của Nga. Một chiến dịch khiến Kiev mất 17.750 quân nhân, hơn 130 xe tăng và hàng trăm phương tiện chiến đấu khác, theo số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga. Một chỉ huy khác nói với tờ Financial Times rằng những người lính giàu kinh nghiệm đang bị giết quá nhanh và được thay thế bằng những người đàn ông lớn tuổi và kém khỏe mạnh. Là bộ binh, bạn cần phải chạy, bạn cần phải khỏe mạnh, bạn cần phải mang theo thiết bị hạng nặng. Thật khó để làm điều đó nếu bạn không còn trẻ. Tính đến tháng 5, quân đội Ukraine đã tuyển quân 30.000 binh sĩ mỗi tháng. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh Ukraine, tướng Alexander Sisky đã thừa nhận vào đầu tháng này rằng những tân binh này thường được cử đi chiến đấu với thời gian huấn luyện chỉ 6 tuần. Các chỉ huy đã trả lời tờ Financial Times cho biết họ coi khóa đào tạo này là vô giá trị vì nhiều huấn luyện viên của AFU chưa từng chứng kiến chiến đấu. Một số người trong số họ thậm chí còn không biết cách cầm súng trường. Một sĩ quan cho biết họ gọt khoai tây nhiều hơn là bắn đạn. Anh ta phàn nàn, giải thích rằng anh ta đã mua súng sơn để dạy những người lính mới của mình cách bắn mà không lãng phí đạn dược. Những người sống sót thường đào ngũ sau đợt luân chuyển đầu tiên của họ, trong khi những người khác bị sốc và kiệt sức đến mức phải vào khoa tâm thần, tờ báo đưa tin. Với việc AFU không có nghĩa vụ pháp lý phải giải cứu quân đội, việc gia nhập quân đội hoặc bị bắt đi lính được những người mới tuyển coi là một tấm vé một chiều, một cựu chiến binh 10 năm nói với tờ Financial Times. Trong khi quân đội Ukraine không công bố số liệu thương vong,
Bộ Quốc phòng Nga ước tính thiệt hại của Kiev kể từ tháng 2 năm 2022 vào khoảng nửa triệu người. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky vẫn khẳng định rằng với nhiều vũ khí và tiền bạc của phương Tây hơn, Nga có thể bị buộc phải hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, vào đầu tuần này, Moscow coi niềm tin của ông Zelensky vào chiến thắng quân sự là ảo tưởng. Quân đội Ukraine vẫn chưa thể giải quyết được bí ẩn đằng sau công trình được dựng dọc theo cầu cách ở Crimea. Những câu hỏi đang lan truyền trực tuyến về hình ảnh vệ tinh cho thấy một cây cầu phụ dường như đang được xây dựng song song với cây cầu ban đầu. Người phát ngôn của Hải quân Ukraine, Đại úy Dmytro Plenchuk cho biết. Suy đoán rằng đây có thể là một công trình bảo vệ hoặc một lối đi nào đó, nhưng nói thêm rằng còn hơi sớm để đưa ra kết luận. Sẽ rõ ràng khi họ hoàn thành nó, ông phát biểu trên chương trình phát sóng giải marathon Zedini Novini. Tuy nhiên, ông Plenchuk cũng nhận định rằng mùa này Nga rất có thể sẽ không thể làm được điều đó, bởi vì mùa bão đã bắt đầu và theo đó sẽ rất khó để xây dựng bất cứ thứ gì trong điều kiện như vậy. Cầu cách còn được gọi là cầu Crimea là một phần cơ sở hạ tầng quan trọng nối bán đảo Crimea với đất liền Nga qua eo biển cách, có tầm quan trọng chiến lược đáng kể vì có thể được sử dụng để vận chuyển giao thông và vật tư vào Crimea từ đất liền Nga. Đầu tháng này, ATES, một nhóm du kích quân sự ủng hộ Kiev gồm người Ukraine và người Tatar ở Crimea, cho biết cầu cách đang sống những ngày cuối cùng. Trong một bài đăng trên Telegram có đoạn, do thiệt hại phải chịu, các thành phần cấu trúc của cây cầu đang xuống cấp, dẫn đến việc các bộ phận của cây cầu bị vỡ vụn. Thái độ đối với tình trạng của cây cầu này càng trở nên coi thường, không ai còn chú ý đến nó nữa. Ukraine đã tấn công cây cầu đường bộ và đường sắt dài 19 km, gần 12 dặm vào tháng 10 năm 2022 và một lần nữa vào tháng 7 năm 2023. Kiev đã tuyên bố sẽ tấn công vào công trình này trong tương lai khi tìm cách chiếm lại bán đảo mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Cuộc tấn công của Kiev vào cây cầu tháng 7 năm 2023 đã làm hư hại tuyến đường sắt quan trọng của cây cầu, trái ngược với tuyên bố của Nga vào thời điểm đó rằng cuộc tấn công chỉ ảnh hưởng đến phần đường bộ trên một số nhịp của công trình, các bức ảnh vệ tinh mà Newsweek thu được cho thấy. Người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết vào tháng 4 rằng một cuộc tấn công khác vào cây cầu là không thể tránh khỏi. Sự việc này xảy ra khi Ukraine chuẩn bị nhận một gói quân sự mới bao gồm bom chùm tầm trung, một loạt tên lửa, pháo và xe bọc thép trị giá 375 triệu đô la, bao gồm cả đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao hiệu quả cao HIMARS. Mỹ công bố gói viện trợ quân sự tức thời mới nhất vào ngày 25 tháng 9 sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky đến thăm nước này để trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và các quan chức khác của Mỹ.